bà Năm nè, đáng lát cho mấy đứa nó nhào vô nè, thấy chế đứng đây là nó nhào vô. Rồi Năm đi đi, Năm đi đi. Chạy vô một lát cho nó nhào vô, chút mấy đứa con đứa cháu nó nhào vô đen hết trơn vậy nè. Kìa có chiếc tàu kìa, tàu giống Sài Gòn đó anh. Tới dưới đây nó làm cái công viên này đẹp quá hả Năm anh. Tới mát quá ha. Đây có công viên này, tới xuống đây chơi mát ghê. Đây là bến Ninh Kiều hả? Là ở đây hả? Đó giờ không có trường. À, em chiếc tàu quá, tàu nổi quá. Nổi tiếng ở đây, lúc này nổi tiếng Cần Thơ, lúc này là điểm chính. Trời, nhét ra nhét vô mất công quá, đi qua bên bà già mua đi, bà già có bán đó. Đi qua đi.
về mua quần khác. Bây giờ 30 mặc chạch về mua 32 mặc vô. Kiều.